Việt Thành xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị đến với chương trình bình luận thời sự của KTV. Và thưa quý vị, trong những ngày vừa qua, có những dấu hiệu cho thấy hoạt động của KTV trên kênh đang khai thác hiện nay có những dấu hiệu lại gặp những trở ngại. Mà theo phán đoán của chúng tôi, kênh chúng ta đang khai thác hiện nay có thể bị vô hiệu hóa trong một cái thời gian không xa. Đó là lý do chúng tôi đề nghị quý vị, những ai chưa đăng ký kênh KTV 3 và kênh KTV 5, xin quý vị khẩn trương đăng ký bằng cách quý vị vào trang chủ của kênh KTV đang khai thác hiện nay và bấm vào logo KTV 3 hoặc KTV 5 sẽ dẫn tới quý vị tới những cái kênh dự phòng. Sau đó quý vị bấm vào nút đăng ký và xin đừng quên bấm vào nút chuông để quý vị có thể nhận được các thông báo mới nhất của chúng tôi. Điều đó sẽ giúp cho quý vị có thể theo dõi chương trình của KTV một cách thường xuyên và liên tục. Đồng thời xin kính đề nghị quý vị đăng ký với trang Facebook Việt Thành KTV đã được phục hoạt động trở lại bằng cách quý vị bấm vào đường link ở dưới mỗi video và quý vị hãy bấm vào nút đăng ký theo dõi. Xin cảm ơn quý vị và thưa quý vị. Trong chương trình bình luận thời sự tối hôm nay ngày 15 tháng 6 năm 2024, ngoài các cái tin tức liên quan tới Thầy Thích Minh Tuệ, chính trị Việt Nam, chúng tôi sẽ tới với quý vị một cái bài phân tích về địa chính trị quốc tế, đặc biệt liên quan tới cuộc bầu cử Hoa Kỳ tới đây sẽ ảnh hưởng tới Liên minh châu Âu cũng như Ukraine ra sao. Quan điểm của ông Donald Trump khác biệt với những quan điểm của đương kim Tổng thống Joe Biden như thế nào? Nhưng trước tiên chúng ta chuyển sang một cái nội dung của bản tin thời sự. Hôm 6 tháng 6, 2024, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã lên tiếng phản đối Trung Quốc đưa tàu khảo sát Hải Giang 26, tức Hải Dương 26, vào khảo sát trong vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. Khu vực tàu Hải Dương 26 hoạt động được cho biết là ở ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ. Điều đáng chú ý là các lần xâm nhập vào vùng biển Việt Nam để tuần tra, khảo sát, các tàu Trung Quốc đều bật tín hiệu AIS, tức là hệ thống định vị tự động. Do đó không chỉ Việt Nam mà các nhà quan sát quốc tế đều biết hoạt động của Trung Quốc. Ở những lần đó, Việt Nam cho tàu đi theo giám sát nhưng hiếm khi phản đối công khai. Lần này, tàu Hải Dương 26 tắt tín hiệu định vị AIS. Do đó, các nhà quan sát quốc tế đều không biết hoạt động của Trung Quốc, nhưng Việt Nam lại lên tiếng phản đối công khai. Hoạt động của tàu Hải Dương 26 và phản đối của phía Việt Nam diễn ra trong bối cảnh chương trình AMTI của trung tâm CSIS công bố khảo sát qua vệ tinh cho thấy Việt Nam đã tăng tốc bồi đắp các đảo ở Trường Sa từ tháng 11/2023 đến nay. Trong đó, bãi thuyền chài được bồi đắp dài đến 4.318 mét. Câu hỏi đặt ra liệu xung đột giữa Trung Quốc và Philippines ở bãi Cỏ Mây và bãi cạn Scarborough có phải là nguyên nhân thúc đẩy Việt Nam đẩy nhanh xây dựng đảo nhân tạo ở Trường Sa từ khoảng tháng 11/2023 và hiện nay công khai phản đối tàu Trung Quốc xâm nhập. Ông Greg Poling, giám đốc chương trình AMTI của CSIS, nói với AFA rằng rất khó để biết xung đột Philippines và Trung Quốc có tác động đến quyết định của Việt Nam hay không. Theo ông Greg Poling, hoạt động bồi đắp đảo của Việt Nam dường như có nhiều khả năng bắt nguồn từ hành vi quấy rối mạnh mẽ của Trung Quốc đối với tàu Việt Nam quanh bãi Tư Chính kể từ năm 2021, chứ không phải những gì đang xảy ra với Philippines. Trao đổi với AFA, nhà nghiên cứu hàng Việt cho rằng đúng là Trung Quốc đã xâm nhập rất nhiều lần vào vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam. Không chỉ Việt Nam, mà Trung Quốc đã xâm nhập vào vùng đặc quyền kinh tế của Malaysia, Indonesia, Philippines. Việt Nam đã nhiều lần không phản đối công khai. Còn lần này, Việt Nam đã phản đối công khai tàu Hải Dương 26, ông giải thích với AFA. Vậy thì nó phải có một sự đặc biệt. Mà đặc biệt đó là cái gì? Theo tôi được biết là cái tàu hải cảnh này của Trung Quốc nó có nhiều vấn đề. Một là cái tàu này là tàu mới đóng và cái thông tin nó cũng rất là nhiều. Cái thông tin và cái tàu này nó là một cái biểu tượng rất lớn của hải cảnh Trung Quốc. Trong một cái bối cảnh chúng ta nhìn thấy là cái lý do thứ hai đó mà Việt Nam phản đối là nó cũng nằm trong một cái bối cảnh. Nếu như chúng ta nhớ năm ngoái khi mà Việt Nam phản đối là Trung Quốc phải ở, cái tàu của Trung Quốc đã xâm phạm tới Việt Nam tới 29 ngày thì Việt Nam mới lên tiếng. Chứ không phải là mới vô mà Việt Nam lên tiếng. Thì lần này thì
đặt trong cái bối cảnh chúng ta có thấy là Philippines và Trung Quốc đang to tiếng với nhau và căng thẳng với nhau trên khu biển Đông, đặc biệt là tại khu vực bãi cạn Scarborough, bãi cỏ mây, và thậm chí Philippines còn cáo buộc là Trung Quốc xây dựng trên bãi Sabine, đang xây dựng đảo nhân tạo trên bãi Sabine. Thì chúng ta cũng có thể hiểu được là rất có khả năng là Trung Quốc đang sử dụng cái chiến thuật là dồn đông kích tây, và khi mà tất cả thế giới đang dồn vào Philippines thì có thể Trung Quốc sẽ ra tay với Việt Nam. Mà ngay cả Việt Nam nếu không cẩn thận, nếu không có mà theo dõi sát thì cũng sẽ bị mắc bệnh, hoặc là cái sự quan tâm của quốc tế nó không đủ trong trường hợp này. Thì tôi nghĩ là có những cái dấu hiệu như vậy thì nó cho thấy là khả năng Trung Quốc đang có một cái âm mưu gì đối với Việt Nam. Và khi mà phía Việt Nam phát hiện ra thì họ đã thay đổi cái chiến thuật. Trước đây là cho Trung Quốc thấy những cái tàu xâm phạm nhưng mà cũng không có lên tiếng phản đối, mà chỉ cho tàu đi theo để mà bám đuôi thôi. Nhưng mà lần này họ lên tiếng phản đối thì theo tôi nghĩ là chắc chắn phải có một cái gì, Trung Quốc có một cái âm mưu gì đó. Mà khi mà phía Việt Nam phát hiện ra cái âm mưu đó thì phía Việt Nam phải lên tiếng phản đối. Dạ vâng. Nhưng tôi theo tôi nguyên nhân đấy là nguyên nhân cơ bản này. Đã. Việc Việt Nam công khai phản đối tàu khảo sát Hải Dương 26 thu hút sự quan tâm của quốc tế, đặt ra câu hỏi là liệu nước này có cần đến hỗ trợ từ nước khác? Liệu những cơ sở vật chất mới mà Việt Nam có thể đưa lên đảo nhân tạo vừa bồi đắp, mở rộng, có đủ khả năng giúp nước này phòng thủ được trước Trung Quốc hay không? Trả lời câu hỏi này, tiến sĩ Nagao Satoru cho rằng Việt Nam không tin tưởng vào sức mạnh răn đe của chính quyền Biden. Đối với Trung Quốc, kể từ khi chính quyền Biden rút khỏi Afghanistan, hình ảnh mạnh mẽ của Mỹ đã biến mất. Ngoài ra, việc Nga gây hấn ở Ukraine vào năm 2022 đòi hỏi Mỹ phải sử dụng nhiều nguồn lực hơn để hỗ trợ Ukraine. Vào năm 2023, Mỹ cần sử dụng nhiều nguồn lực hơn để hỗ trợ Israel. Theo tiến sĩ Nagao, trong khi Mỹ phải xuất kho vũ khí hỗ trợ Ukraine và Israel, thì Trung Quốc bảo tồn được kho vũ khí của mình. Họ chỉ hỗ trợ Nga bằng cách cung cấp nguyên liệu sản xuất vũ khí. Điều này có nghĩa là kho vũ khí của Mỹ đang giảm dần, nhưng kho vũ khí của Trung Quốc vẫn giữ nguyên. Do đó, Việt Nam có thể lo lắng về việc họ có thể nhận được bao nhiêu nguồn lực quân sự từ Mỹ nếu xung đột trên Biển Đông với Trung Quốc xảy ra. Tiến sĩ Nagao cho rằng đó là lý do Việt Nam phải nỗ lực tự bảo vệ các đảo mình đang quản lý. Theo tiến sĩ Nagao, việc Hoa Kỳ không ngăn chặn hoạt động bồi đắp xây dựng đảo nhân tạo của Trung Quốc ở Biển Đông các năm trước đây cũng làm cho Việt Nam không tin tưởng vào khả năng ngăn chặn Trung Quốc của siêu cường này. Ngoài ra, sự khác biệt về giá trị dân chủ và thể chế chính trị cũng là vấn đề ngăn cản khả năng liên kết của Việt Nam với Hoa Kỳ. Theo tiến sĩ Nagao, chính quyền Biden tiến hành các hoạt động hội nghị thượng đỉnh vì dân chủ, nhưng Việt Nam không thể tham gia. Mối liên kết chặt chẽ của Việt Nam với Nga cũng làm cho Việt Nam không thể nằm trong vòng vây của Hoa Kỳ chống lại Nga. Do đó, theo tiến sĩ Nagao, mối quan hệ Việt-Mỹ hiện nay không mấy bền chặt. Việt Nam lo lắng về chính sách của Mỹ và Mỹ cũng lo lắng về chính sách của Việt Nam. Trao đổi với AFP, ông Craig Poling nhấn mạnh rằng liên kết không phải là sự lựa chọn của Việt Nam, bởi vì Việt Nam có thể củng cố cơ sở vật chất của mình, đồng thời hợp tác với Philippines và các nước khác để gây áp lực buộc Trung Quốc phải thay đổi hướng đi. Hôm 11 tháng 6, 2024, Chủ tịch nước Việt Nam, ông Tô Lâm mới nhậm chức hôm 22 tháng 5, đã nói với Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam là ông Hùng Ba rằng hai bên cần kiểm soát tốt vấn đề tranh chấp lãnh hải và quyền lợi của mỗi quốc gia phải được tôn trọng. Liên tục chương trình chúng tôi tới với quý vị một cái bài phân tích về địa chính trị quốc tế trong cái giai đoạn hiện nay. Điều đó liên quan gì tới cuộc bầu cử Hoa Kỳ tháng 11 năm 2024? Trong một cái bài phân tích với tiêu đề ảnh hưởng của tân Tổng thống Hoa Kỳ đối với tương lai an ninh châu Âu và cuộc chiến Ukraine hiện nay. Có lẽ đây là một cái nội dung mà quý vị quan tâm. Như quý vị đã biết, chiến dịch tranh cử của Tổng thống Joe Biden và ông Donald Trump đang diễn ra một cách tích cực. Theo đó, Tổng thống Joe Biden đang xoáy sâu vào những cái lỗ hổng của cựu Tổng thống Donald Trump. Và cái vai trò của ông Trump trong cuộc bạo loạn ngày 6 tháng Giêng năm 2021. Theo đó, Đảng Dân Chủ đã tận dụng sự xuất hiện của các ứng cử viên được cho là người của Donald Trump xuất hiện tại
điện Capitol ngày 6 tháng Giêng năm 2021, một cái vụ bạo loạn xảy ra tại nhà Quốc hội. Mới đây, Đảng Dân Chủ ngày 13 tháng 6 đã đưa ra giữa lúc đại diện của Đảng Cộng Hòa, ông Donald Trump lật nghị tại khuôn viên của trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ. Theo đó, Tổng thống Donald Trump đã dẫn các cái thành viên Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện trong cái phiên mật nghị đầy oán thán tại câu lạc bộ thuộc điện Capitol ngày thứ năm 13 tháng 6. Theo đó, ông Trump và Đảng Cộng Hòa đã nêu ra những sự bất bình về những cái thách thức pháp lý và cuộc bầu cử của ông. Ông Donald Trump đã đả kích những cái người chỉ trích ông trong phòng họp và chỉ nói ngắn gọn về các vấn đề chính sách. Và trong một cái lần đầu tiên tái xuất hiện tại khuôn viên của điện Capitol, trụ sở Quốc hội, từ thời điểm rời nhiệm sở sau cuộc bạo loạn ngày 6 tháng Giêng năm 2021, và việc tòa án New York sẽ công bố mức án của phạm nhân Donald Trump vào ngày 11 tháng 7 tới đây, và kết quả cuộc bầu cử tổng thống ngày 5 tháng 11 năm 2024 là những cái diễn biến nội chính trọng đại của nước Mỹ, nhưng cũng sẽ là những cái thách thức mới dành cho các cái quốc gia trên toàn cầu. Các quốc gia đang quan tâm theo dõi và chuẩn bị tìm cách đối phó, trong đó có cả châu Âu và Ukraine. Theo giới phân tích cho dù ông Donald Trump sẽ nhận một cái mức án như thế nào đi chăng nữa, và bất kể ai đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ, dù là Joe Biden hay Donald Trump, thì đối với cái vấn đề châu Âu, vấn đề ngoại giao và an ninh trong tương lai là một cái câu chuyện sống còn, mà cụ thể cuộc chiến tranh Ukraine cho tới nay vẫn chưa kết thúc. Theo đó, quan tâm trước mắt của chính giới châu Âu đó là họ phải biết kết hợp hai chính sách cũ và mới giữa hai vị Tổng thống Hoa Kỳ cho phù hợp để phục vụ cho một cái lợi ích lâu dài của châu Âu. Châu Âu sẽ tiếp nối một cái truyền thống hay phải thích nghi với một cái tình hình mới sẽ là một cái vấn đề rất quan trọng. Trong khi ngay trong nhiệm kỳ đầu Tổng thống, ông Donald Trump đã tuyên bố sẽ thay đổi cái vai trò căn bản của Hoa Kỳ ở châu Âu. Theo giới quan sát, ông Trump tỏ ra coi thường các cái đồng minh lâu đời và không dành thiện cảm đối với NATO cũng như Ukraine. Ngược lại, châu Âu luôn luôn xem trọng cái vai trò của lãnh đạo Mỹ trong việc thi hành các chính sách an ninh, và các cái lãnh đạo châu Âu luôn luôn mong muốn Hoa Kỳ sẽ duy trì một cái vai trò trụ cột. Và tình thế đổi thay trước một tình lai đầy bích chắc khiến cho các chính giới châu Âu hiện nay bắt đầu có rất nhiều những cái lo ngại. Đó là lý do trong cuộc bầu cử Hoa Kỳ năm 2024, châu Âu tỏ ra bi quan không kém khi nhận ra rằng nếu Donald Trump tái đắc cử, ông Trump sẽ không thay đổi các chính sách đối ngoại trước kia của ông ta. Do đó, phải tìm cách ứng phó trước các cái bất lợi được cho là khôn lường sắp tới, châu Âu phải tìm chuẩn bị cho mình một cái chiến lược chu đáo hơn. Nhìn chung, nếu so với cái nhiệm kỳ đầu tiên, theo giới phân tích, chính sách đối ngoại của Donald Trump có hai vấn đề thay đổi rất quan trọng. Đầu tiên đó là vấn đề nhân sự. Một cái đội ngũ cố vấn của Donald Trump về vấn đề đối ngoại sẽ khác biệt. Những cái tướng lĩnh và các nhà ngoại giao Hoa Kỳ vốn có nhiều kinh nghiệm lão luyện trong mối quan hệ đối tác chiến lược xuyên Đại Tây Dương và xây dựng lợi ích của Mỹ, và với nhiều lý do khác nhau, họ sẽ không quay trở lại tham chính và thay thế cho giới này. Đó là một thế hệ mới bao gồm các nhà hoạt động cánh hữu của Đảng Cộng Hòa và các cái tổ chức tư vấn của ông Trump. Hai nhóm này đang được Đảng và ông Trump ủng hộ sẽ tranh nhau đóng cái vai trò ấn định chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ trong tương lai. Theo đó, một cái nhóm đầu tiên là những cái thành phần tỏ ra kiềm chế. Họ muốn đặt các ưu tiên về chính trị và ngân sách để giải quyết vấn đề nhập cư ở biên giới phía Nam, đồng thời yêu cầu cắt giảm mọi sự hợp tác an ninh quốc tế. Và ý kiến này được các cái tổ chức cựu chiến binh cũng như các cái thành phần quân sự nhiệt liệt ủng hộ, mà cả hai lực lượng vừa kể
luôn luôn hoài nghi về sự can thiệp của quân đội Hoa Kỳ ở châu Âu cũng như Trung Cận Đông. Một cái nhóm thứ hai đó là cái thành phần muốn đặt các ưu tiên chính sách đối ngoại, nhưng đặc biệt Hoa Kỳ cần phải tập trung các cái ảnh hưởng đối ngoại nhiều hơn vào châu Á và Trung Quốc. Trước mắt tìm cách ngăn chặn việc Trung Quốc xâm lược Đài Loan mà theo suy đoán của nhóm này cho rằng có thể xảy ra vào năm 2027. Theo giới phân tích, cho dù những ưu tiên khác nhau điểm ngạc nhiên của hai nhóm vừa kể, họ đồng nhất một cái quan điểm chung, nhưng châu Âu không còn đặt mối quan tâm hàng đầu của Hoa Kỳ, vì các nước châu Âu phải tự chịu trách nhiệm. Hoa Kỳ sẽ cắt bỏ các nguồn quân viện, chia toái binh sĩ của họ ra khỏi châu Âu, và nếu không thi hành triệt để như vậy, thì các quốc gia châu Âu sẽ không bao giờ chịu tự lực để phát triển các chính sách quốc phòng và an ninh của họ. Một cái vấn đề thứ hai, đó là bối cảnh an ninh quốc tế và châu Âu hiện nay đã có những thay đổi đáng kể sau cuộc tấn công của Nga vào lãnh thổ Ukraine, một cái quốc gia độc lập có chủ quyền, mà cần phải xem đó là cái cuộc chiến tiềm tàng bùng nổ trên quy mô lục địa châu Âu. Trong khi đó, tình hình chiến cuộc leo thang giữa Israel và Palestine ở Gaza một lần nữa đang lôi kéo Hoa Kỳ vào cái cuộc xung đột ở Trung Đông như đã thấy, và nhìn chung thế giới đang bùng cháy khắp mọi nơi. Nhưng một cái vấn đề hàng đầu nước Mỹ phải ưu tiên để giải quyết, nhưng dù ưu tiên nào thì nước Mỹ cũng phải tính tới cái chi phí cho châu Âu nhiều hay ít mà thôi. Theo giới thân cận của Donald Trump đã lần lượt đưa ra các lựa chọn cho nhiệm kỳ thứ hai của tân Tổng thống Hoa Kỳ ông Donald Trump nếu xảy ra. Đó là Mỹ sẽ rút khỏi NATO, hòa đàm trực tiếp với Liên bang Nga, nhưng cụ thể ông Donald Trump sẽ làm gì sau khi tái đắc cử thì không ai biết rõ. Tuy nhiên các cái kịch bản sau đây có thể được diễn ra. Đó là vấn đề Ukraine. Rõ ràng cựu Tổng thống Donald Trump tin rằng Mỹ không nên trở thành một cảnh sát xem đầm quốc tế, không còn muốn cung cấp viện trợ cho Ukraine. Ông Trump muốn chấm dứt chiến tranh của Ukraine, nhưng không quan tâm tới cái sự toàn vẹn lãnh thổ. Ông Trump đưa ra các cái đề nghị chấm dứt chiến tranh trên cơ sở nước Nga chiếm đến đâu sẽ giữ đất cho tới đó, trong khi ông Donald Trump cáo buộc ông Biden đã đưa nước Mỹ vào một cái cuộc chiến tranh toàn cầu vì lý do tài chính. Và lý do của Donald Trump đó là kho vũ khí của Hoa Kỳ hiện nay đã quá cạn kiệt vì chính quyền Joe Biden đã dành quá nhiều ưu tiên cho Ukraine. Tranh luận về một cái giải pháp quốc tế cho Ukraine đã trở thành một cái đề tài gây phân hóa sâu sắc trong nội bộ chính trị Hoa Kỳ. Để giải quyết, ông Donald Trump hứa xúc tiến ngay một cái việc hòa đàm nhanh chóng kết thúc cuộc chiến tại Ukraine. Và ông Donald Trump đã trực tiếp đàm phán với Putin để đạt được những cái thỏa thuận. Và thuận lợi chính cho ông Donald Trump hiện nay đó là Donald Trump đã xây dựng được một cái tình bạn thân thiết với Putin. Trong khi đó, liên quan tới khối NATO, ông Donald Trump cho rằng Mỹ đã có quá nhiều cam kết để bảo vệ an ninh ở nước ngoài và đang bị các cái đồng minh châu Âu lợi dụng triệt để. Trong khi đó, đối với những người ủng hộ ông Trump cho rằng việc Mỹ rút quân khỏi châu Âu là một sự hợp lý, đồng thời làm cái cơ hội duy nhất để thực hiện kế hoạch vừa kể. Theo đó, việc yêu cầu các cái đồng minh trong khối NATO phải tuân thủ một cái điều cam kết, đó là phải đóng tù 2% chi tiêu quân sự là một cái khía cạnh của vấn đề. Hơn thế nữa, để giảm thiểu một cái vai trò của Hoa Kỳ, Mỹ phải buộc châu Âu nhận trách nhiệm điều hành khối NATO, có nghĩa là Hoa Kỳ không mở rộng bất kỳ một cái lĩnh vực nào mới mà giảm bớt sự hiện diện của Hoa Kỳ tại châu Âu. Ngoài ra, ông Donald Trump còn cáo buộc ông Joe Biden làm suy yếu quyền tự chủ chiến lược của châu Âu bằng cách Hoa Kỳ tăng cường lực lượng đồn trú tới 20,000 quân vào năm 2022 và tăng cường các cái sự hỗ trợ phòng không của Hoa Kỳ. Theo giới phân tích, tóm lại châu Âu đã phải tự tạo ra một cái cấu trúc an ninh mới
không lấy nước Mỹ làm trung tâm nữa, mà quân đội Mỹ sẽ rút sửa đổi các quy tắc của Liên minh NATO, và kể từ nay, châu Âu và lãnh đạo NATO, Hoa Kỳ chỉ đóng vai trò hỗ trợ mà thôi. Một cái vấn đề thứ tư đó là vấn đề Hoa Kỳ sẽ rút quân khỏi Trung Đông. Đây là một cái vấn đề cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đều tin rằng một cái kỷ nguyên can thiệp và xây dựng các cái quốc gia dân chủ theo hình mẫu của Hoa Kỳ đã kết thúc và khu vực Trung Đông không còn là cái khu vực đóng vai trò ưu tiên của nước Mỹ. Tuy nhiên sau cái vụ tấn công của lực lượng Hamas và Israel vào tháng 10 năm 2023, Tổng thống Joe Biden đã quyết định thay đổi chính sách. Trong khi Đảng Cộng Hòa đồng ý hỗ trợ quân sự và chính trị Israel, nhưng cả hai Đảng Cộng Hòa và Dân Chủ vẫn mong muốn rút 3.500 lính Mỹ đồn trú tại Iraq và Syria. Trong khi đó, trong thời gian tại chức ngoài Putin, ông Donald Trump còn dành những sự thiện cảm cho Thủ tướng Hungary ông Orbán, là một người nổi tiếng trong phong trào chống nhập cư. Một cái lập luận chung của ông Joe Biden, nếu tái đắc cử, tình hình chung của Hoa Kỳ sẽ ít bất ổn và một cái mối quan hệ quốc tế sẽ liên tục hơn nếu so với cái sự kiện ông Donald Trump trở lại tòa Bạch Ốc. Một cái điều đáng chú ý đó là về mặt kinh tế, cả Đảng Cộng Hòa và Dân Chủ đến nay có một cái tập nhìn giống nhau, có nghĩa là ít triệt để hơn để theo đuổi chủ thuyết tần tự do mà tập trung cho các vấn đề giải quyết kinh tế quốc nội hay kinh tế toàn cầu. Trong khi ở nhiệm kỳ đầu, ông Donald Trump đã sử dụng mọi biện pháp thực hiện một cái cuộc thường chiến với Trung Cộng để làm giảm tình trạng thâm hụt thương mại. Trong chiến dịch tranh cử hiện nay, ông Trump hứa sẽ tăng thuế đối với tất cả các mặt hàng nhập khẩu của Mỹ từ Trung Quốc thêm 10%. Ông Trump dự định 40 điểm phần trăm đến 60 điểm phần trăm áp thuế cho Trung Quốc và cho tới nay. Trong khi đó, cho tới nay, ông Joe Biden đã duy trì hầu hết các cái biện pháp của Donald Trump trong việc tái cân bằng cũng như xây dựng năng lực sản xuất của nước Mỹ. Thay vào đó, ông Joe Biden theo đuổi cái chính sách công nghiệp chiến lược mà mục tiêu là trợ cấp cho các cái ngành công nghiệp nội địa của Mỹ muốn duy trì vị trí đứng đầu trên thế giới. Theo giới phân tích trong nhiệm kỳ thứ hai, ông Joe Biden sẽ không thể làm khác hơn, đó là phải tiếp tục giảm sự phụ thuộc kinh tế của Hoa Kỳ từ Trung Quốc. Một cái vấn đề quan trọng đó là liệu Liên Âu có thay đổi nhận thức hay không? Theo đó, việc Nga xâm lược Ukraine đã làm thay đổi một cái mức độ đe dọa an ninh đối với châu Âu, đồng thời ảnh hưởng tới một cái tương lai về chính sách an ninh quốc phòng cho toàn lục địa. Khi Nga xâm lược Ukraine năm 2022, Liên minh châu Âu đã thay đổi triệt để về nhận thức trên mọi mặt. Nhưng một cái vấn đề đặt ra, họ phải làm gì để đối phó với cái tình thế mới là vấn đề quan trọng. Trong khi đó, theo giới phân tích, Liên Âu tỏ ra đoàn kết hơn và đồng ý phải tăng cường chi tiêu quốc phòng. Mặt khác, tình hình đảo ngược đã làm cho Hoa Kỳ dự định rút quân khỏi châu Âu phải trì hoãn. Hoa Kỳ định hình lại khả năng phòng thủ của châu Âu, đồng thời tìm kiếm những cái sự hỗ trợ cho châu Âu. Châu Âu hiện nay, theo nhận định, không đủ khả năng phòng thủ để chống lại nước Nga ngoài khuôn khổ của NATO, đặc biệt liên quan tới việc răn đe bằng vũ khí hạt nhân. Và việc Nga tấn công Ukraine đã khiến cho các quốc gia trung lập như Thụy Điển, Phần Lan thay thế vị thế và trở thành thành viên mới của NATO. Và nếu các quốc gia liên đầu không thể tự bảo vệ mình trước sự xâm lược của Nga, thì không thể nói tới cái khả năng họ có xử lý các cuộc khủng hoảng ở khu vực hay không. Tóm lại, theo giới phân tích trong nhiệm kỳ thứ hai, nếu ông Trump đắc cử, ông Trump có thể mang lại rất nhiều những cái rủi ro cho Ukraine và khối NATO. Cụ thể, nước Mỹ sẽ rời khỏi khối NATO. Ông Trump đồng ý cho Nga tấn công các thành viên của NATO nếu như họ không hoàn thành một cái nghĩa vụ đóng góp đủ 2% tổng chi phí ngân sách.
đồng thời chấm dứt chiến tranh ở Ukraine trong vòng 24 giờ. Và những cái điều vừa kể đã gây hoang mang tột độ cho Liên minh châu Âu. Và nếu Liên Âu không đoàn kết về mặt chính trị thì nhiều nguy cơ khác có thể xảy ra. Và một cái mục tiêu của ông Donald Trump sẽ gây chia rẽ một Liên Âu để tạo thành một cái tình thế hỗn loạn. Và kết quả dẫn tới Ukraine sẽ suy yếu, Liên Âu và khối NATO bị phân hóa. Và đó là cái mục đích cuối cùng mà Putin sẽ theo đuổi cùng Donald Trump. Vì đó Donald Trump sẽ gây một cái áp lực buộc Ukraine phải chấp nhận một cái hòa ước trong điều kiện tương nhượng một cái phần lãnh thổ của họ cho nước Nga. Mà việc đó sẽ gây ra những cái tranh cãi lớn trong Liên minh châu Âu và NATO. Tóm lại, châu Âu đang hy vọng các cái kịch bản trên sẽ không xảy ra và một cái kịch bản xấu nhất cũng không xảy ra. Nhưng cuối cùng một cái sự đồng thuận cho một cái kế hoạch an ninh chung là một cái vấn đề được gọi là then chốt nhất. Liên tục chương trình chúng tôi tới với quý vị các cái tin tức liên quan tới sư thầy Thích Minh Tuệ đã biến mất một cách bí ẩn lần thứ hai, trong khi các cái khất sĩ khác vốn là những cái người bạn đồng hành cùng sư thầy trước đây đã mất tích trên đường tới Gia Lai để gặp thầy. Sau 3 ngày xuất hiện trở lại ở vùng rẫy gần nhà tại huyện Iagrai, tỉnh Gia Lai, sư thầy Thích Minh Tuệ, Thế Danh là Lê Anh Tú, đã rời khỏi nơi này cách bí ẩn trong đêm 13 tháng 6 vừa qua, trong khi rất nhiều những cái khất sĩ từng là những người bạn bộ hành chung cách đây hơn 2 tuần đã mất tích trên đường tới Gia Lai để gặp ông. Theo Đài Á Châu Tự Do cho hay, một người em ruột của ông Thích Minh Tuệ trong cái video được đăng tải trên mạng xã hội chiều ngày 13 tháng 6 khẳng định rằng thầy không còn được đi như vậy nữa, tại vì thầy đã đi ẩn tù một nơi khác rồi, không còn ở nơi vườn nhà em nữa. Những điều vừa kể để thấy thầy Thích Minh Tuệ không còn trú ở quê hương. Theo Đài Á Châu Tự Do, họ đã gọi điện cho công an huyện Iagrai để hỏi những thông tin về thầy Minh Tuệ, nhưng cơ quan công an yêu cầu phải đến tận nơi để giải đáp. Theo người dân địa phương cho hay, từ sáng sớm ngày 14 tháng 6, người dân ở đây không nhìn thấy sư Minh Tuệ đi thất thực như 3 ngày trước đây. Và các chốt kiểm soát của công an được dựng lên trong mấy ngày qua để ngăn dòng người đổ về đã được dỡ bỏ trong sáng cùng ngày. Theo giới quan sát đã đưa ra các nhận xét cho rằng sự hâm mộ và sự hiếu kỳ của một số đông cũng như các tin đồng môn Phật tử đã khiến cho chính quyền phải can thiệp. Và đó là một kiếp nạn mà thầy Minh Tuệ phải vượt qua trên con đường tu tập. Tuy nhiên, người ta tin rằng với trí tuệ nghị lực của mình, sư thầy Thích Minh Tuệ và các vị đồng tu luôn luôn tìm được một cái cách tu hành phù hợp. Theo đó, việc thầy Thích Minh Tuệ không còn ở chỗ ở cũ là một cái điều dễ hiểu, nguyên nhân do nhà sư vẫn bị một cái đám đông kéo đến để quấy rầy. Và chính quyền địa phương can thiệp vào vụ việc vừa kể, đó là một cái điều bình thường theo đúng chức năng bảo vệ an ninh của họ. Trong khi đó, có những ý kiến khác cho rằng làm xong căn cước công dân thì bây giờ thầy Thích Minh Tuệ có thể đi tất cả mọi nơi, bởi ông có giấy tờ tùy thân, có đầy đủ năng lực pháp luật, năng lực hành vi. Và kể cả một cái đám đông rảnh đi theo chân thầy là cái việc của người ta, nhưng làm gì cũng phải tuân thủ pháp luật. Trong khi đó, có những cái tin tức cho hay rất nhiều những cái khất sĩ khác đã bị mất tích trên đường về Gia Lai để gặp sư thầy Thích Minh Tuệ. Theo đó, sau khi bị chia tách lúc rạng sáng ngày 3 tháng 6 ở Huế và bị công an đưa về các địa phương, thì một vài người trong số 70 khất sĩ vẫn tiếp tục bộ hành, giữ giới luật và họ mong muốn được tái ngộ với sư thầy Thích Minh Tuệ. Một người tu theo 13 hành Đồng Đà trong 6 năm vừa qua, trên mạng xã hội Trung Thú có những clip đăng tải ngày 13 tháng 6 cho hay khoảng 4 giờ chiều, một cái đoàn gồm 5 khất sĩ, trong đó có các tu sĩ,
có pháp danh Minh Tự Minh Thông luận hội bộ hành trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua khu vực tỉnh Kon Tum. Theo đó, nhóm người này có kế hoạch đến huyện Iagrai, nơi thầy Thích Minh Tuệ đang sinh sống để gặp thầy, một người mà họ coi là thầy của họ, rồi tiếp tục cùng nhau đi khất thực về phía nam. Tuy nhiên, tới tỷ số 1455-788, một số người đi trên xe biển xanh, biển số của nhà nước, mang số hiệu 82A0013, đã 10 năm bị khất sĩ lên xe. Mà có một người đàn ông đứng tuổi mặc áo sơ mi trắng hỏi họ muốn đi về đâu, thì xe sẽ chở họ về. Tuy nhiên, các nhà sư nói họ muốn về Gia Rai, mà người đàn ông đó đã tự xưng làm cái lãnh đạo địa phương, nói xe có nhà ý chở họ về Gia Rai. Theo đó, vì nóng lòng muốn gặp sư thầy Thích Minh Tuệ nên cả năm, vì hành giả vô tỷ đồng ý lên xe và chiếc xe 7 chỗ này rời đi. Tuy nhiên, các cái tin tức về vị sư này không còn ai được biết đến nữa. Trong khi đó, một cái nhóm hành giả khác gồm 7 vị, trong đó có các cái sư thầy có tên Minh Trí, Trường Trí như Ngộ Minh Thành, Vô Trụ và Minh Dược đã mất tích sau khi nghỉ đêm tại một cái khu đất trống gần đường Hùng Vương, xã Đắc Bét, huyện Đắc Cờ Lây. Trên mạng xã hội có những cái tình dù thú cho biết khoảng 9 giờ tối ngày 13 tháng 6, họ tức chủ kênh dù thú và đến khu vực nơi 7 vị sư tạm nghỉ qua đêm và trò chuyện và quay video. Tuy nhiên, mà sáng hôm sau họ quay lại thì không thấy các vị hành giả này đâu nữa. Một số người dân ở khu vực đó cho biết khoảng vào lúc 1-2 giờ sáng có hai xe ô tô to đến đưa những người này đi. Vào sáng ngày 14 tháng 6, hiện trường nơi 7 vị sư nghỉ lại đêm hôm trước vẫn còn một số mảnh y áo, máy nghe kinh. Mà theo các YouTuber này cho hay đây là những dấu hiệu bất thường, vì các sư thường dọn đồ sạch sẽ và họ cũng nhặt rác trước khi rời đi. Vẫn theo các YouTuber vừa kể cho hay, sư Như Ngộ và một cái người vừa cạo đầu đi theo để tu hành mà họ không biết tên cũng rời nơi nghỉ tạm ở khu vực đèo Lèo So, sau đó đã mất tích một cách bí ẩn. Theo đó, một cái bộ quần áo màu nâu, áo màu trắng của một trong hai vị vừa kể bơi trên giá vẫn còn đó, trong khi nhiều chai nước, các cái ca chưa mở nắp, đang uống dở vứt bừa bãi trong khu vực. Và những cái điều đó cho thấy là một dấu hiệu khác với tính cách của các nhà tu hành. Đó là họ luôn luôn dọn dẹp sạch sẽ khu vực trước khi họ rời đi. Trong khi đó, nguồn tin còn cho biết thêm, một sư có pháp danh Anna cùng đi với hai người bạn đồng tu mới bỗng dưng mất tích gần một cái cây xăng. Sau đó, hai người bạn đồng tu quyết định đón xe đò bỏ dở hành trình. Và thưa quý vị, trên mạng xã hội có những cái bình luận cho rằng hiện tượng thầy Thích Minh Tuệ là do thầy Thích Cầu View tìm làn sóng. Đó là những cái suy nghĩ hết sức nhỏ nhen và không đúng với thực tế. Trong cái bài bình luận của blogger Gió Bắc với tiêu đề thầy Thích Minh Tuệ trùng trùng tiếp nạn tự do tôn giáo của Việt Nam, mà theo chúng tôi, vấn đề tự do tôn giáo ở Việt Nam là những cái điều cản trở đối với những người tu hành mà nhà nước không quản lý được. Theo Tây Du Ký, Đường Tăng đã phải vượt qua 81 kiếp nạn mới được vào Niết Bàn, và kiếp nạn của Đường Tăng là do bọn yêu tinh quỷ sứ. Nhưng ở Việt Nam hiện nay, kiếp nạn của thầy Thích Minh Tuệ là cái vấn đề tự do tôn giáo, trong khi một cái hành giả khất thực đầu trần chân đất bị kiếp nạn ngay từ chính triều đình và giáo hội. Trong cái thời gian gần một tháng trở lại đây, thầy Thích Minh Tuệ đột nhiên hai lần đột ngột tự nguyện lật tù, đó là đêm 2 rạng sáng ngày 3 tháng 6 và đêm 13 tháng 6. Lần đầu tiên từ Huế, 72 vị đồng tù bỗng nhiên có cái phép màu của Tôn Ngộ Không đưa họ đi tản mát, kẻ thì ra Hà Tĩnh, ra Nghệ An, ra Thanh Hóa,
Có người thì bị đưa vào Quảng Nam Bình Định chỉ trong một đêm. Sau kiếp nạn tàn ngàn lạc nhé, một số thì đồng tu tiếp tục bộ hành hàng trăm cây số để tìm nhau tìm thầy. Sau 5 ngày ẩn tu bí mật để làm căn cứ công dân, thầy Minh Tuệ bất ngờ xuất hiện trên đài truyền hình Việt Nam với hai clip trả lời phỏng vấn đầy sự tranh cãi về các vấn đề sự trung thực, sự gắt gác về cái bối cảnh và nội dung của câu chuyện. Các cái đoạn đối thoại chắp vá rời rạc giữa người hỏi kiêm bình luận cũng như người được trả lời khiến cho mạng xã hội nghi ngờ. Sau đó, để chữa cháy, truyền thông nhà nước lại đưa ra hai clip được cho là chân thực hơn về thầy Thích Minh Tuệ. Đó là clip liên quan tới cái việc nhận căn cước công dân và phóng viên báo Người Lao Động đã phỏng vấn thầy. Theo giới quan sát, sâu chuỗi các nội dung của clip đã cho thấy truyền thông nhà nước gợi ý cài cắm để thầy Minh Tuệ thừa nhận tự nguyện ẩn tu và dừng bộ hành do tác hại của cái việc đám đông bám theo. Thậm chí họ còn gợi ý tạo điều kiện cho thầy Thích Minh Tuệ sang Ấn Độ tham quan đất Phật và tu tập. Tuy nhiên, thầy Thích Minh Tuệ trước sau vẫn khẳng định rằng nguyện vọng của thầy muốn bộ hành tu tập hạnh Đầu Đà. Thầy cũng thật thà ý nghĩ bộc lộ thầy cũng từng có những ước mơ đi bộ sang Ấn Độ, và lời lẽ nhẹ nhàng ấy cho thấy ý chí của thầy Thích Minh Tuệ chưa bao giờ muốn ngừng bộ hành hay ẩn tu. Dù sao, những hình ảnh cho thấy chính quyền đã cởi mở đồng thuận cho thầy tiếp tục tu tập trong sự quản lý của chính quyền địa phương ở Gia Rai. Những cái thông tin trên mạng xã hội trong những ngày qua đã cho thấy thầy Thích Minh Tuệ đã dọn dẹp một cái căn trò nhỏ ở trong cái vườn sầu riêng của người em út trong gia đình, nơi thầy từng ở nhiều năm trước đó, để làm nơi cư trú và tiếp đón các Phật tử và người đồng tu. Và trong 3 ngày 11, 12, 13 tháng 6, thầy được phép đi khất thực, tuy nhiên hạn chế trong vài tiếng đồng hồ buổi sáng trong cái không gian của thôn xã làng quê nơi cư trú của thầy. Những cái khu vực vừa kể được bảo vệ chặt chẽ bởi nhiều chốt công an, nhưng tiếng vàng nhanh chóng đã thu hút hàng ngàn Phật tăng ni Phật tử từ khắp nơi kéo về để chiêm bái. Dù đây là cái xã hẻo lánh ở khu vực Gia Rai, nhưng các cái tăng ni Phật tử đứng ven đường và đi theo thầy Minh Tuệ dài tới hàng cây số, và nhiều đoàn Phật tử từ khắp nơi đã đổ về Gia Rai để làm tư thiện. Theo mô tả, xe khách, máy bay, khách sạn ở Gia Rai cháy vé. Có những người mau mắn đã nghĩ tới việc chớp thời cơ để phát triển Gia Lai thành cái trung tâm du lịch tâm linh của cả nước. Và trong đêm đó, em trai của thầy Thích Minh Tuệ chủ mảnh vườn sông riêng, nơi thầy Minh Tuệ nương náu, đưa ra cái thông báo cho hay thầy Minh Tuệ đã quyết định ẩn tu ở một cái nơi khác. Chắc hẳn lần này thầy sẽ ẩn tu lâu hơn, và một cái mức độ tàn đàn sẻ nghẽ sẽ bị nhà nước thực hiện triệt để hơn. Sâu chuỗi các sự kiện trên để thấy rằng có những cái kế hoạch liên hoàn phối hợp, có những người tung tin qua các YouTuber mượn lời sư thầy Minh Luận kêu gọi các cái bạn tìm xe đi về Gia Rai, có người truyền tin tìm xe cho các thầy và tình cờ xe công an chờ thấy đón ở các vị trí đã hẹn. Và một cái chiến dịch tự nguyện ẩn tu đêm 2 tháng 6, hàng trăm người bị bủa vây sau một đêm nghỉ của các nhà sư, thì chiến dịch ngày 13 tháng 6 do các thầy tản mát nhiều hơn, nên một cái lưới tiếp đón dân đạo từ Gia Lai tới Đèo Lò Xo và các nơi khác trên cả nước, trên một cái diện rộng hàng trăm cây số, quy mô gấp nhiều lần so với cái lần đầu tiên. Thầy cũng biết thầy Minh Tuệ độc hành từ năm 2019, không nhận tiền cúng dường, không nhận tiền bạc, chìm lìm dưới một cái đất nước tự do tôn giáo phát triển với những làn sóng chùa to đại tự lớn, cúng dường tiền trắng, tiền lẻ không nhận, người ta không cho thầy ăn, thậm chí người ta xua đuổi đánh vào mặt thầy, và mạnh từ bi vô lượng của thầy vẫn luôn luôn cầu mong cho người ta hạnh phúc,
nên kiếp nạn ấy đều qua khỏi. Ấy nhưng giới truyền thông xã hội đã phát hiện những Phật tử sùng kính, dư luận chú ý ngày càng tăng, thì kiếp nạn của sư thầy Thích Minh Tuệ ngày càng lớn hơn. Tinh thần xả ly tuyệt đối theo hạnh Đầu Đà, rũ bỏ thế danh, tốt bỏ giấy tờ tự thân, xem cha mẹ bình đẳng với bao nhiêu những người khác, không vướng mắc trong giáo phái, tự viện nào. Thầy Minh Tuệ chỉ tu theo Đức Phật. Thầy Minh Tuệ đã vướng vào một cái kiếp nạn căn bản nhất của thầy, đó là vấn đề tự do tôn giáo ở Việt Nam. Do thầy tu mà không đăng ký với giáo hội quốc doanh của nhà nước, thầy Minh Tuệ cũng không phải là một người đầu tiên và chắc chắn không phải là một người cuối cùng. Trường hợp cụ Lê Tùng Vân hơn 90 tuổi còn bị quy chung giả sư loạn luân, thầy Minh Tuệ không thể thoát một cái vòng kim khô, đàn áp, bịa đặt, bôi nhọ, thậm chí trả thù. Trong khi giáo hội Phật giáo quốc doanh đã tuyên bố ông Lê Hành Tú không phải là tu sĩ Phật giáo, không tu tập ở bất kỳ một cái cơ sở nào, mặc dù cả thế giới ngưỡng mộ phẩm hạnh đạo Đầu Đà của thầy Thích Minh Tuệ, một tiến sĩ cao tăng quốc doanh không nhận cúng dường tiền lẻ, đã gọi thầy làm cái thằng ba trợn. Đó là ông Thích Trần Quang và Thượng Tọa Minh Đạo chỉ vì tình thật. Tán phán phẩm hạnh của thầy đã bị cấp trên cho tự nguyện từ chức và phải quỳ lại sám hối chư tăng và biệt chúng. Việc thất ngày trong cái lúc an cư tiết hạ, phẩm hạnh của thầy Thích Minh Tuệ như một cái tấm gương, đồng thời nó làm lộ ra hàng loạt các cái bộ mặt ma tăng, sàn tăng đang đầy rẫy và đang chi phối giáo hội Phật giáo quốc doanh, đồng thời tạo ra cái dư luận phản cảm. Pháp tu khổ hạnh của nhà sư cũng như luồng ánh sáng mầu nhiệm đã soi vào một cái hố đen tham lam hôn hám, đã đập bể nồi cơm cúng dường phước báu của các chư vị quan tu. Theo báo Giác Ngộ có cái bài than thờ với tiêu đề vì sao nên nỗi, đó là cái nỗi chùa dạo ngày vắng khách thập phương quả. Theo tác giả, với một thể chế độc tài tiếng vàng và sự ngưỡng mộ quá lớn quá mạnh của công chúng đối với sư thầy Thích Minh Tuệ, làm cái điều nhà nước không thể chấp nhận, nên thầy khó có thể tồn tại trong cái nền tự do tôn giáo nhất thế giới như ở Việt Nam. Tổ sư Minh Quang sáng lập một cái hệ phái khất sứ cũng biến mất một cách bí ẩn từ năm 1954 ở Cái Vồn. Vì vậy, cách tu hành và các cái phẩm hạnh từ bi hỷ xả của thầy Thích Minh Tuệ càng cao quý và càng được kính ngưỡng thì thầy sẽ càng nguy hiểm cho nhục thân của thầy. Có những người cho rằng cái cư xử nhẹ nhàng đối với thầy Thích Minh Tuệ sau ngày 2 tháng 6 làm một cái trận lôi đình, bởi thiền tượng đã có hơn một vạn tia sét đánh vào thủ đô Hà Nội ngày 5 tháng 6 hay một cái cơn mưa hồng thủy ở Đại Nội Huế trước giờ khai mạc festival. Các cơ quan chức anh mình thời này họ vốn thiếu niềm tin và sự thiện lương, chân lý nhân quả, nhưng họ thừa mỗi sự mê tín vào phước báo theo biện luận của cái đám ma tăng. Về lực thế tục của nhà nước Cộng sản Việt Nam hiện nay, họ có thể bùi đèn thêm một cái lần nữa đối với một cái mỹ từ gọi là tự do tôn giáo Việt Nam bằng cách họ giam hãm, hành hạ, nhục thân quyền tự do của thầy Thích Minh Tuệ. Thậm chí họ có thể làm thầy vắng bóng hay biến mất hẳn trên thế giới này. Nhưng tấm gương sáng trong pháp hành chánh đạo của thầy đã khai mở, lay động tâm từ chỉ ra một cái con đường chuyển hóa, làm sân si để hướng tới một cái sự an nhiên cũng như giải thoát, và giá trị ấy không thể đảo ngược được. Có những người hỏi nếu ai đó xin thầy một cái phần thân thể thì thầy sẽ làm sao? Thầy Thích Minh Tuệ đã trả lời: con chỉ xin được 10 ngày để con thanh lọc cơ thể thật tinh khiết, sau đó ai muốn lấy gì trên thân thể con thì cứ lấy. Đó là lý do với cái đại nguyện tận hiến của thầy thì khó có thể thách thức, không có một thế lực nào có thể cưỡng ép được thầy theo ý nguyện của họ. Và thưa quý vị, theo chúng tôi, có lẽ sư thầy Thích Minh Tuệ sẽ ẩn tù trong một thời gian tương đối dài kể từ nay.
Những vấn đề liên quan tới tình hình chính trị Việt Nam và Campuchia, như quý vị đã biết, trong khi các lãnh đạo quốc gia của Việt Nam chỉ mải mê đấu đá tranh giành quyền lực, trong khi lãnh đạo Campuchia, ông Hun Sen và con trai đã có những quyết định táo bạo và đã khiến Việt Nam trở thành nạn nhân của các chính sách của Campuchia. Đây là một trong những lý do mà người ta cho rằng ông Hun Sen đã có các quyết định trong chính sách đối ngoại hết sức táo bạo, mà có lẽ Bắc Kinh cũng phải bất ngờ. Trong cái bài bình luận của BBC mới đây với tiêu đề "Chớ có giỡn mặt với Hun Sen", Hun Sen mới đây đã tiếp xúc với lãnh đạo cấp cao của CIA. Theo đó, cựu thủ tướng Hun Sen xác nhận ông ta đã có một cái cuộc gặp gỡ với giám đốc cơ quan tình báo trung ương Hoa Kỳ, ông William Burns, vào ngày 2 tháng 6 vừa qua ở thủ đô Phnom Penh. Ông Hun Sen đã viết trên trang Facebook cá nhân ngày 12 tháng 6 cho biết các cái cuộc họp quan trọng nhất đối với giám đốc tình báo quốc gia Hoa Kỳ, ông Jim Lepper, tại Phnom Penh năm 2011 trước đây, hay giám đốc của CIA, ông David Pachot, năm 2012, và mới nhất giám đốc CIA, Bill Burns, tại thành phố Takamau năm 2024. Ngoài ra, Chủ tịch Thượng viện Hun Sen còn cho biết các cuộc gặp mặt trực tiếp, ông còn cử các đại diện lãnh đạo Campuchia tới gặp lãnh đạo CIA tại thủ đô Washington DC trong quá khứ, mà theo ông Hun Sen, hợp tác chính của chúng tôi đó là vấn đề chống chủ nghĩa khủng bố. Chúng tôi không chống lại bất kỳ một cái quốc gia nào. Campuchia chúng tôi có những cái hợp tác tình báo với các quốc gia khác, đây là một cái quy trình bình thường đối với các cái quốc gia có chủ quyền. Trong khi đó, thưa quý vị, các cái lãnh đạo Việt Nam, để phục vụ cho cái cuộc tranh giành quyền lực, rất nhiều các lãnh đạo Việt Nam nô nức đua nhau sang Bắc Kinh để cầu cứu hay cầu viện. Ví dụ trong chuyến thăm của Tổng thống Hoa Kỳ tới Việt Nam tháng 9 năm 2023, sau khi ông Joe Biden kết thúc chuyến thăm, người ta thấy ông Tô Lâm đã sang Trung Quốc ngay tức thì trong chuyến thăm đầy bí ẩn tới 5 ngày. Rồi mới đây tháng 4 vừa qua, ông Vương Đình Huệ đi Bắc Kinh cầu cứu và chuyến đi của Vương Đình Huệ kéo dài tới 7 ngày. Nhưng ai cũng biết khi trở về nước, Vương Đình Huệ vẫn bị Tô Lâm đánh gãy ghế. Những điều vừa kể theo giới phân tích trong cái cuộc đấu khi đã ở một cái tình thế hết đường thoát, thì các lãnh đạo Việt Nam sẽ quay sang cầu cứu Bắc Kinh. Cũng chẳng ăn thua, trong quá khứ cũng vậy. Lê Triều Thống sợ nhà Tây Sơn phế thất, chạy sang phương Bắc cầu viện và được Trung Quốc đưa 20 vạn quân Thanh sang để cứu giúp. Tuy nhiên cũng ở hình cảnh tương tự. Một cái câu hỏi đặt ra, tại sao Tập Cận Bình không ra tay cứu ông Vương Đình Huệ? Mà trước đó, nhiều ý kiến cho rằng ông Nguyễn Phú Trọng có một mối quan hệ đặc biệt với Tổng Bí thư, kiêm Chủ tịch Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập Cận Bình. Tuy nhiên, thưa quý vị, ông Nguyễn Phú Trọng hiện nay tuổi đã cao, sức đã yếu, và cái việc thay thế ngựa giữ giọng là cái điều tất nhiên. Tháng 9 năm 2023, sau chuyến đi thăm Trung Quốc trong 5 ngày của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, hàng loạt các lãnh đạo cấp cao các bộ ngành, đặc biệt các tướng lĩnh Bộ Quốc phòng, cũng nườm nượp sang Bắc Kinh. Theo đó, đây là một cái hiện tượng các cái lãnh đạo Việt Nam luôn luôn có một cái tâm thế phải dựa vào Trung Quốc mới có thể tồn tại được. Trở lại vấn đề Campuchia, ông Hun Sen đưa ra các tuyên bố công khai ông tiếp xúc với các cái lãnh đạo cơ quan tình báo Hoa Kỳ. Mới đây, ông William Burns, một cái quan chức có kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực ngoại giao, tổng giám đốc cơ quan tình báo Mỹ CIA vào năm 2021 dưới thời Tổng thống Joe Biden. Ông William Burns là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Trước đó, trong một cái bài viết trên truyền trang The Diplomat ngày 12 tháng 6, ông David Hutt, một cái nhà nghiên cứu chính trị
châu Á đã đặt một cái câu hỏi liệu giám đốc CIA William Burns có thực sự đến Campuchia hay không. Trong bài viết, tác giả David Hatt đã đưa ra các lập luận dựa trên lộ trình làm việc của ông William Burns, bao gồm các cái quốc gia châu Âu vài ngày cuối tháng 5, sau đó đi qua ta vào ngày 4 tháng 6. Theo tác giả David Hatt, không có cái thông tin chính thức nào cho thấy người đứng đầu cơ quan tình báo Hoa Kỳ đến dự hội nghị đối thoại Shangri-La ở Singapore trong khoảng thời gian từ 31 đến 2 tháng 6. Từ đó, nhà phân tích David Hatt cho rằng ông Hun Sen có thể đã cố tình công bố một cái cuộc gặp với lãnh đạo tình báo Hoa Kỳ để khẳng định Campuchia không bị Bắc Kinh thao túng. Và lập tức ông Hun Sen đã đáp trả gay gắt trước các thông tin vừa kể từ nhà báo David Hatt với một tuyên bố cho rằng nếu ai không biết rõ về Hun Sen thì đừng có giỡn mặt với tôi. Vẫn theo ông Hun Sen, những cái gì mà ông David Hatt viết, ông ta nghĩ tôi đã điều các thông tin sai lệch. Tôi công khai tuyên bố rằng tôi đã làm việc với giới lãnh đạo cơ quan tình báo Mỹ từ năm 1997. Trong cái phần kết của bài viết trên mạng xã hội Facebook, ông Hun Sen đã nhắn nhủ đối với nhà báo David Hatt những cái lời đầy ẩn ý, khi cho rằng đừng có thấy nước trong mà nghĩ không có cá, đừng có nghĩ Hun Sen không mở miệng thì đừng nghĩ Hun Sen không biết nói gì. Đó, thưa quý vị, một cái lãnh đạo quốc gia, ông Hun Sen, một cái đàn em do Việt Nam dựng lên mà có những cái phát biểu kiên quyết như vậy, chứng tỏ trình độ nhận thức cũng như kiến thức của ông Hun Sen đã tăng vọt rất nhiều. Và nếu chúng ta so sánh với các cái lãnh đạo Việt Nam thì đừng ngạc nhiên. Trong khi đó, theo BBC, cho tới nay vẫn chưa có những thông tin chính thức về chuyến thăm của giám đốc tình báo CIA tới Campuchia. Tuy nhiên, vấn đề căn cứ hải quân RIM làm cái cuộc chạy đua giữa tình báo Mỹ và Trung Quốc ở khu vực Đông Nam Á. Theo BBC, trước đó Campuchia làm cái điểm dừng chân duy nhất ở Đông Nam Á sau Singapore của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ ông Lloyd Austin trong cái bối cảnh Phnom Penh trở thành một cái đồng minh thân cận nhất của Bắc Kinh. Và chuyến đi của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã đánh dấu một cái lần đầu tiên một Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ tới một cái quốc gia chỉ để gặp các nhà lãnh đạo liên quan tới những cái vấn đề quốc phòng, để cho thấy một cái tầm quan trọng của Campuchia trong chiến lược địa chính trị của Hoa Kỳ hết sức quan trọng. Mà theo nhà báo David Hatt cho rằng có cái khả năng cao lãnh đạo CIA tới Campuchia đúng như tuyên bố của Hun Sen, thì rất có thể vấn đề quân cảng RIM có thể được thảo luận trong chuyến đi của Tổng trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ ngày 4 tháng 6. Không có những thông tin cụ thể nào về việc Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ bàn thảo gì với giới lãnh đạo Campuchia liên quan tới quân cảng RIM. Tuy nhiên, một cái khả năng cao đó là Trung Quốc có thể đang nắm độc quyền tiếp cận đối với căn cứ hải quân do Trung Quốc đầu tư, và điều đó đã khiến cho các quan chức Hoa Kỳ tỏ ra quan ngại trong những năm vừa qua. Trong khi đó, đầu năm 2023, trợ lý ngoại trưởng Hoa Kỳ ông Daniel Clinton Wing đã bày tỏ các cái quan ngại về hoạt động của quân cảng RIM. Cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông Clinton Wing cho rằng Hoa Kỳ và các cái quốc gia trong khu vực đang bày tỏ các cái quan ngại sâu sắc về mục đích, tính chất, phạm vi xây dựng xung quanh căn cứ hải quân RIM, cũng như vai trò của quân đội Trung Quốc trong quá trình này, trong việc sử dụng cơ sở này trong tương lai. Đồng thời, nhà báo David Hatt cũng nói tới cái cuộc chạy đua giữa cơ quan tình báo Hoa Kỳ và Trung Quốc ở khu vực Đông Nam Á. Theo đó, nhà báo David Hatt đã dẫn một cái thông tin một nhà báo ở Thái Lan viết trên trang Asia Times ngày 31 tháng 5 về một cái tòa nhà lãnh sự với trị giá 300 triệu đô la Mỹ đang được xây dựng tại tỉnh Chiang Mai, miền Bắc Thái Lan, có thể với cái mục đích thực hiện việc dò thám. Trong bài viết vừa kể đã đánh giá
Đây không phải là một sự tình cờ khi tỉnh Chiang Mai được chọn làm cái nơi dò thám mang tính chiến lược của Hoa Kỳ. Đồng thời, nhà báo này lưu ý các tòa nhà ở Đông Bắc Thái Lan. Người ta thấy có những cái dạng ăn tèm được coi là những cái chuồng vòi bởi vì hình dạng của chúng giống như cái chuồng để nhốt vòi. Theo đó, những trang thiết bị này họ có thể thu sóng radio từ Lào, miền Nam Trung Quốc và miền Bắc Việt Nam trong khi giám sát những cái chuyển động quân sự của Trung Quốc trong khu vực. Theo giới quan sát, căn cứ riêng cũng được một số nhà quan sát nhận định có thể phục vụ cho cái mục đích dò thám của Trung Quốc đối với Việt Nam cũng như các cái nước trong khu vực Đông Nam Á, và căn cứ riêng sẽ trở thành một cái điểm đồn nước ngoài thật sự đầu tiên của Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương. Trong khi đó, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân Việt Nam hiện đang quản lý một cái khu vực biển Tây Nam và Vịnh Thái Lan với trụ sở Bộ Chỉ huy đóng tại An Thới, Phú Quốc. Theo giới phân tích, rìm cách đảo Phú Quốc của Việt Nam khoảng 30 cây số. Đó là lý do khả năng Bộ Tư lệnh Vùng 5 của Hải quân cũng có thể bị Trung Quốc dò thám. Theo nhà báo David Hart cho rằng thật khó không thể nghĩ rằng Phnom Penh đang đầy rẫy các cái đặc vụ của Trung Quốc, kể cả công khai lẫn bí mật. Về phần mình, ông Hun Sen đã yêu cầu Hoa Kỳ không đưa Campuchia vào trong chiến lược cạnh tranh địa chính trị của Mỹ. Đồng thời, Hun Sen khẳng định Campuchia đang thực thi một cái chính sách ngoại giao dựa trên luật pháp. Và điều vừa kể, ông Hun Sen đã tuyên bố với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, ông Lloyd Austin, ngày 4 tháng 6. Đồng thời, Campuchia liên tục bác bỏ những cái khả năng cho quân đội nước ngoài sẽ đồn trú trên lãnh thổ Campuchia. Theo ông Hun Sen, những cái điều vừa kể đi ngược với hiến pháp của Campuchia không cho phép thực hiện những cái điều vừa kể. Và thưa quý vị, những cái điều chúng tôi dẫn ra trên để quý vị thấy rằng lãnh đạo Campuchia, người ta làm việc ngày đêm để phụng sự cho quốc gia, cho sự phát triển cũng như an ninh, sự an toàn. Trong khi các lãnh đạo Việt Nam chỉ mải mê đấu đá, một cái điều đáng buồn họ lại dựa vào cái kẻ thù của số đông người Việt Nam, đó là nhà cầm quyền Bắc Kinh. Trong khi cả ông Tô Lâm và ông Vương Đình Huệ đều đến Bắc Kinh để tìm kiếm sự hậu thuẫn, thì tại sao ông Tập Cận Bình có những cái lựa chọn nhiều hơn? Trong tay bàn lãnh đạo Bắc Kinh có cả kẻ mạnh lẫn kẻ yếu. Một cái vấn đề chung của cả các phe đó là đều xin thần phục Bắc Kinh. Một cái vấn đề đặt ra đó là ông Tập Cận Bình sẽ chọn ai? Theo giới phân tích, có lẽ trong trường hợp này ông Tập Cận Bình chỉ cần yên lặng quan sát tọa sơn quan hổ đấu để dành thời gian sẽ lựa chọn kỹ lưỡng hơn. Tập Cận Bình không phải chọn một cái kẻ yếu thế làm tay sai như Vương Đình Huệ. Vì thế trong trận đấu ở thượng tầng chính trị Việt Nam hiện nay, họ có thể tránh khỏi sự can thiệp trực tiếp từ Trung Quốc, mà kẻ mạnh là kẻ chiến thắng sau cùng. Đó là lý do Tập Cận Bình chờ nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tự thành lập sẽ thọc tay. Hiện nay Tô Lâm nắm cái thế lực mạnh mẽ nhất ở trong đại, nên một cái khả năng cao Tô Lâm là người được Bắc Kinh lựa chọn. Theo giới quan sát, Tô Đại Tướng có đủ khả năng để ép Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Bí thư, kể cả Thường trực Ban Bí thư ông Lương Cường trong việc đưa Lương Tam Quang lên ngôi ghế Bộ trưởng Bộ Công an. Đây là một cái điểm cộng rất lớn của Tô Đại Tướng đối với Bắc Kinh. Và nếu Bắc Kinh kiểm soát toàn bộ được Tô Lâm thì họ sẽ kiểm soát được toàn bộ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên, việc ông Tô Lâm thành công ép Bộ Chính trị vào ông Nguyễn Phú Trọng chưa thể đảm bảo ông Tô Lâm có thể thực hiện những cái lần tới đây. Theo giới phân tích tại Hội nghị Trung ương 10 tới đây, một cái khả năng cao Nguyễn Duy Ngọc và Lương Tam Quang có thể được đưa vào Bộ Chính trị. Nếu điều đó xảy ra thì Tô Lâm sẽ thể hiện một cái sức mạnh tuyệt đối trong cái bộ siêu quyền lực như vừa kể. Tương tự như trước đây, ông Nguyễn Phú Trọng hoàn toàn điều khiển Bộ Chính trị. Ông Trọng đã sử dụng ảnh hưởng của bản thân
để khiến cho hơn một phần nửa Bộ Chính trị phải đồng thuận và đưa ra các quyết sách theo ý của ông Trọng. Giờ đây, Tô Đại Tướng cũng không dùng ảnh hưởng mà dùng những công cụ chế tài hay chống cự lập tức tiêu diệt, để cử mức 15 trên 16 vì Bộ Chính trị phải phục tùng. Đó là một cái điểm cộng rất lớn cho Tập Cận Bình trước một cái con bài Tô Lân. Khi Bắc Kinh triển khai các chính sách lớn, họ cần những người có quyền tuyệt đối ở trong đảng. Như ông Tô Lập có cái khả năng cưỡng bức cả Bộ Chính trị. Giờ đây, bất kỳ một cái kẻ nào lãnh đạo của Việt Nam muốn được Bắc Kinh trọng dụng, thì trước hết họ phải thể hiện được một cái sức mạnh trước ông Tô Lập, phải chặn được bàn tay Tô Lập, để chứng tỏ với Trung Quốc là họ có cái sức mạnh hơn Tô Lập. Và cho tới nay, nó là chưa có bất kỳ một ai đủ sức mạnh để có thể cạnh tranh với ông Tô Lâm. Tuy nhiên cuộc đấu vẫn còn 18 tháng nữa mới đến Đại hội 14. Tuy nhiên cuộc đấu vẫn còn nhiều những cái vấn đề bất ngờ, có thể không cần đấu trực diện. Bởi một cái phương thức đó họ qua được mặt Tô Lâm, nhưng những vấn đề đánh lén đâm sau lưng, kể cả sử dụng chất độc phóng xạ để ám hại Tô Lâm làm cái điều rất khó khả năng. Trong thời gian tới đây, tới Đại hội 14, ông Tô Lâm sẽ tiếp tục củng cố thêm quyền lực và rất có thể một cái khả năng cao. Thế và lực của ông Tô Lâm còn mạnh hơn nhiều lần thế lực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trước đây. Và đó là ai cũng biết, ông Nguyễn Phú Trọng giữ chức Tổng Bí thư do được các cái bộ lão lúc đó chọn làm thái tử thì mới cầm quyền. Ông Nguyễn Phú Trọng không mạnh. Lúc đó Nguyễn Phú Trọng ở cửa dưới so với cựu thủ tướng hai nhiệm kỳ Nguyễn Tấn Dũng. Vậy mà chỉ sau cái thời gian ngắn, với sự giúp sức của Bắc Kinh, Nguyễn Phú Trọng trở nên một cái thân vật quyền lực vô đối trong chính trường. Nhưng rõ ràng Tô Lâm chưa lên làm Tổng Bí thư mà có những cái sức mạnh vượt trội so với ông Nguyễn Phú Trọng, thậm chí lấn át được tập thể lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chắc chắn ông Tô Lâm sẽ được Bắc Kinh trọng dụng và hậu thuẫn. Và có thể nói ông Tô Lâm hầu như chưa có cái đối thủ đáng kể. Và cái lẽ tất nhiên đó là ông Tô Lâm không ngán Ban Chấp hành Trung ương, không ngán Ban Bí thư cũng như Bộ Chính trị, thì tất nhiên ông Tô Lâm không ngán gì 100 triệu dân người Việt Nam. Đó là một cái điều chắc chắn liên quan tới chính trường Việt Nam. Và thưa quý vị, một cái điều đáng chú ý đó là các lãnh đạo Việt Nam trong thời gian gần đây, họ chỉ tập trung vào cái vấn đề đấu đá tranh giành quyền lực, mà hầu như họ không quan tâm tới cái sự phát triển đất nước. Đó là lý do tại sao kinh tế Việt Nam đình đốn. Trong khi đó, nếu chúng ta so sánh với một cái nước láng giềng đó là Campuchia, vốn dĩ là một đàn em của Việt Nam, mà đa số người Việt Nam vẫn có cái ý thức coi thường đất nước Campuchia. Nhưng ít người biết rằng dưới sự dẫn dắt của Hun Sen và con trai của Hun Manet, đất nước Campuchia có những cái sự chuyển mình mạnh mẽ mà Việt Nam có mờ cũng không thấy được. Nó không chỉ là cái câu chuyện cách đây vài năm, đó là giáo dục Campuchia đã vượt trội hơn hẳn Việt Nam. Và thưa quý vị, bây giờ trong quan hệ quốc tế cũng vậy, Campuchia có những cái đường lối đối ngoại khó hiểu. Ví dụ mới đây ông Hun Sen đã tiếp xúc với Tổng giám đốc cơ quan tình báo Hoa Kỳ tại thủ đô Phnom Penh đã gây ra những vấn đề rất tranh cãi, trong khi lãnh đạo Việt Nam hoàn toàn ỷ vào và dựa vào Trung Quốc. Trong cuộc đấu cùng địch vừa qua, việc đưa ông Tô Lâm lên cương vị lãnh đạo tối cao nhất mà theo giới quan sát cho rằng có thể do Trung Quốc dàn xếp, thậm chí để các phe cánh trong đảng bắt tay nhau. Ông Tô Lâm giữ chức vụ Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam tới đây với một điều kiện không được trả thù các cái phe cánh đối thủ trước đây. Trên nguyên tắc các bên sẽ vin vin cùng thắng. Đó là lý do người ta cho rằng với cái khả năng cao ông Tô Lâm sẽ tha tội cho ông Trần Cẩm Tú, một cái nhân vật chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương thuộc phe Hà Tĩnh mới nhất
tân chủ tịch nước ông Tô Lâm đã đưa ra những cái lời kêu gọi xây dựng một cái nền tư pháp hiện đại chuyên nghiệp để xây dựng một cái nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Đồng thời ông Tô Lâm cũng kêu gọi tuyệt đối không làm oan đối với người vô tội, không bỏ lọt tội phạm và người phạm tội. Truyền thông nhà nước ngày 14 tháng 6 cho biết ông Tô Lâm trong cái cuộc gặp gỡ với lãnh đạo Tòa án Nhân dân tối cao ngày 14 tháng 6, ông Tô Lâm được báo chí nhà nước mô tả đã trích dẫn những cái phát biểu cho rằng chất lượng hiệu quả công tác xét xử của ngành tòa án ngày càng được nâng lên, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và tạo ra một môi trường lành mạnh ổn định cho sự phát triển của đất nước. Theo giới quan sát, tân chủ tịch nước vốn là Bộ trưởng Bộ Công an, đồng thời cũng yêu cầu phải tập trung xây dựng một cái nền tư pháp hiện đại, chuyên nghiệp, pháp quyền, góp phần xây dựng thành công nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Ông Tô Lâm nói, tập trung nâng cao chất lượng xét xử, tuyệt đối không được làm oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm và những người phạm tội, hạn chế tiến tới không để xảy ra các cái bản án bị hủy, bị sửa do những cái lỗi chủ quan. Trong khi đó, theo Tổ chức Ân xá Quốc tế, trong năm 2023, Việt Nam đã thi hành ít nhất 122 án tử hình, trong đó có những người tử hình vào năm 2023. Đáng nói là trường hợp đã kêu oan nhiều năm, đó là tử tù Lê Văn Mạnh và vụ thi hành án tử hình của Việt Nam vừa kể đã bị quốc tế lên án là không minh bạch, vào khi quá trình điều tra bị cho là có rất nhiều những sai sót trong việc bức cung các tử tù. Ngoài ông Lê Văn Mạnh, còn hai tử tù kêu oan trong nhiều năm qua đã được quốc tế hết sức quan tâm, đó là trường hợp tử tù Nguyễn Văn Trường và tử tù Hồ Duy Hải. Trở lại tình hình chính trị Việt Nam so sánh với Campuchia, theo giới quan sát, với sự thành công của ông Tô Lâm, cựu Bộ trưởng Bộ Công an vươn lên trở thành một cái nhân vật lãnh đạo số 1 của Đảng Cộng sản Việt Nam và trở thành một cái người thay thế cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một cái điều chắc chắn không phải bàn cãi. Thượng tướng Lương Tam Quang, một cái người được ông Tô Lâm đưa lên kế nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an, cũng đang ráo riết tiến hành những cái biện pháp ngăn chặn truyền thông bật. Theo trang Thời báo của ông Lê Trung Khoa mới đây đã đưa ra các cái thông tin cho hay, ông Tô Lâm đang triển khai một cái biệt đội khoảng 100 thành viên sẽ được điều động đi khắp thế giới với cái nhiệm vụ săn lùng các cái quan chức Việt Nam bỏ trốn ra nước ngoài, và khi tìm được họ sẽ gây các áp lực tối đa để buộc họ phải tự nguyện trở về nước như Trịnh Xuân Thanh, thậm chí khi cần các biện pháp bắt cóc hay thủ tiêu, kể cả ám sát sẽ được thực hiện. Vẫn theo Thời báo của ông Lê Trung Khoa cho hay, đặc biệt biệt đội của ông Tô Lâm cũng đi lùng sục khắp thế giới và tìm ra các biện pháp kể trên đối với các đối tượng chống cộng, các thành phần bất đồng chính kiến, người Việt đang định cư ở nước ngoài. Và tới đây thế giới sẽ chứng kiến những cái gì sẽ xảy ra sau khi ở trong nội địa ông Tô Lâm đã thành công trong việc thâu tóm quyền lực vào trong tay. Ông Tô Lâm trước đây từng giữ chức Bộ trưởng Cục Bảo vệ Chính trị 3A64 thuộc Tổng cục An ninh. Cục A64 là tiền thân của Phòng Trinh sát thuộc Vụ Bảo vệ Chính trị Bộ Công an, với cái nhiệm vụ tập trung vào việc điều tra, khám phá, đàn áp các tổ chức và các cái cá nhân bất đồng chính kiến ở nước ngoài. Theo báo An ninh Thủ đô cho hay, trong cái thời kỳ đổi mới, nhất là kể từ năm 2000 cho tới nay, Bộ Công an dưới sự lãnh đạo của Đảng thực hiện một cái phương châm chủ động nắm tình hình từ xa, đánh địch từ nơi chúng xuất phát, mà cán bộ chiến sĩ Cục Bảo vệ Chính trị 3 đã triển khai hàng trăm các cái kế hoạch trinh sát phản gián, đấu tranh làm thất bại âm mưu hoạt động của bọn phản động người Việt lưu vong. Theo đó, Quốc hoa 64 cũng đã nhiều lần lập các chuyên án đấu tranh với hàng chục nhân viên tình báo, gián điệp đội lớp nước ngoài, các cái chính khách, các nhà kinh tế, thậm chí các cái khách du lịch vào Việt Nam để tiến hành thu thập tình báo, tiến hành
các biện pháp tiêu diệt. Theo đó, các chuyên án này đã vô hiệu hóa hàng chục các cơ sở nội gián trong các cơ quan tình báo nước ngoài, các hoạt động tác động chuyển hóa, phá vỡ nội bộ của thế lực thù địch, góp phần đảm bảo an ninh chính trị nội bộ của quốc gia. Và thưa quý vị, trong việc ông Tô Lâm nắm quyền lực cao nhất hiện nay, mà đối thủ của ông Tô Lâm ai cũng biết đó là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và phe cánh, một cái thế lực chính trị vẫn đang nắm cái số phiếu áp đảo trong bộ chính trị, ban bí thư, kể cả trong ban chấp hành trung ương. Trước đó đã có những cái đồn đoán cho rằng người ngồi ghế tân bộ trưởng bộ công an sẽ là người của phe Nghệ Tĩnh, nếu không phải là Phan Đình Trạc, trưởng ban nội chính trung ương, thì cũng là ông Trần Cẩm Tú, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương, một cái nhân vật chưa từng một giờ khoác áo công an. Tuy nhiên, thời và thế đã thay đổi vào phút 89 với một cái kết quả đảo lộn 180 độ. Chủ tịch nước ông Tô Lâm với cái sự đồng thuận của Trung Quốc bất ngờ vươn lên trở thành một ngôi sao sáng trên chính trường Việt Nam. Ông Tô Lâm đã thành công trong việc đưa các cái đàn em của mình vào các vị trí trong bộ máy cơ quan đảng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đặc biệt, ông Lương Tam Quang, một người đồng hương, là một đàn em thân cận, đã ngồi vào ghế bộ trưởng bộ công an kiêm bí thư đảng ủy công an trung ương. Theo giới quan sát, đây là một cái điều hết sức bất thường, trong khi Lương Tam Quang, bộ trưởng bộ công an, không phải là ủy viên bộ chính trị, thậm chí là một cái ủy viên trung ương chưa đủ một nhiệm kỳ để có điều kiện xem xét vào bộ chính trị. Vậy mà ông Lương Tam Quang đã trở thành thủ trưởng trực tiếp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Phạm Minh Chính, từng là ủy viên bộ chính trị nhiều khóa. Đó là lý do giới quan sát cho rằng nếu đây không phải là kết quả của một cái kế hoạch của ban lãnh đạo Bắc Kinh can thiệp trực tiếp vào nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam, thì chắc chắn không bao giờ tồn tại những cái điều nghịch lý trái với quy định truyền thống lâu đời của Đảng Cộng sản Việt Nam hơn 80 năm vừa qua. Theo giới quan sát đưa ra những cái nhận xét cho rằng trong một cái kế hoạch đảo chính không tiến súng hay đảo chính mềm của ông Tô Lâm, cũng như Bộ Công an đã tận dụng một cái kho dữ liệu tàng thư Big Data, đó là vô số các hồ sơ ngũ trang đầy đủ của các cơ quan chức lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam từ trung ương tới địa phương, mà vụ việc liên quan tới cựu chủ tịch nước ông Võ Văn Thưởng nhận hối lộ 64 tỷ từ tập đoàn Phúc Sơn cách đây 13 năm là một cái bằng chứng cho thấy điều vừa kể, cũng như Võ Văn Thưởng, các nhân vật như Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hay Thường trực Ban Bí thư bà Trương Thị Mai cũng bị ông Tô Lâm bất ngờ đánh cho gãy ghế, mà mới buộc lý do thực tế là họ là những ứng viên sáng giá nhất trong cái cuộc đua vào chiếc ghế Tổng Bí thư của Đại hội Đảng 14 sắp tới. Do đó, người ta rút ra một cái quy luật, bất kể kẻ nào dám cản đường của tân vương Tô Lâm thì chắc chắn sẽ bị trừng phạt và nhận hậu quả. Theo giới thạo tin, hai nhân vật Phan Đình Trạc, trưởng ban nội chính trung ương, và Trần Cẩm Tú, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương, tới đây sẽ là những cái người có danh sách hàng đầu trong danh sách những người sẽ bị tù đại tướng trạm. Những cái điều vừa kể liên quan gì tới thông tin của báo Nhân dân ngày 13 tháng 6 năm 2024 đã đưa tin cho hay, chiều ngày 13 tháng 6, Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí thư Đại tướng Lương Cường đã tới làm việc với Ủy ban Kiểm tra Trung ương về vấn đề kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ từ đầu nhiệm kỳ Đại hội 13 cho tới nay. Đây là một cái điều hết sức bất ngờ, vì người ta ngỡ rằng việc kiểm tra đối với Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ do Bộ Công an và ông Tô Lâm chỉ đạo. Được biết, tham dự buổi làm việc ông Trần Cẩm Tú, ông Nguyễn Duy Ngọc, Chánh Văn phòng Trung ương và nhiều thành viên của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Theo đó, Thường trực Ban Bí thư ông Lương Cường đã yêu cầu cần phải xử lý kịp thời các cái tổ chức, các đảng viên có vi phạm trong các cái vụ việc, các cái đại án thuộc diện ban chỉ đạo Trung ương theo dõi, đặc biệt phải xử lý dứt điểm các cái vụ việc liên quan tới Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC,
tập đoàn Vạn Thịnh Phát, tập đoàn Phúc Sơn, tập đoàn Thuận An và các vụ việc mới phát sinh gần đây. Đồng thời Thường trực Ban Bí thư ông Lương Cường phát biểu nhấn mạnh việc xử lý những cái cán bộ có liên quan các cái vi phạm phải kịp thời, không có vùng cấm, không có vùng tránh. Trong cái điểm đáng chú ý khác thường đó là theo Lương Cường phải dựa trên một cái tinh thần nhân văn, trị bệnh, cứu người. Và nhiều quý vị đã biết tập đoàn Phúc Sơn bị xử lý vì những cái sai phạm trong dự án đường kè bờ Nam sông Trà Khúc do chính quyền tỉnh Quảng Ngãi đầu tư năm 2012. Đây là một cái tập đoàn có các dự án rất lớn ở tỉnh Quảng Ngãi từ thời ông Võ Văn Thường làm bí thư giai đoạn 2011-2014, và các nhân vật chủ tịch, phó chủ tịch của tỉnh này đã bị khởi tố bắt giam với cái cáo buộc nhận hối lộ trong vụ án vừa kể, hay tương tự vụ án tập đoàn Thuận An liên quan tới ông Phạm Thái Hà, phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội, là trợ lý của chủ tịch Quốc hội ông Vương Đình Huệ. Ông này đã bị khởi tố và bắt giam. Đó là lý do vì sao ông Vương Đình Huệ đã bị Quốc hội miễn nhiệm chức chủ tịch và mất tất cả các chức vụ trong đảng và nhà nước. Cũng tại cuộc họp ngày 14 tháng 6, theo chỉ thị của Thường trực Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương lập tức phải triển khai việc kê khai tài sản thu nhập với 115 cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Qua đó, Thường trực Ban Bí thư ông Lương Cường khẳng định một cái nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới đây, đó là tiếp tục kiểm tra các tổ chức đảng cấp dưới, các đảng viên có những dấu hiệu vi phạm một cách quyết liệt hơn, tập trung vào những cái vấn đề có vấn đề phức tạp, điểm nóng, những cái địa bàn, lĩnh vực dễ nảy sinh, giải quyết triệt để những cái vấn đề nổi cộm còn tồn đọng gây bức xúc trong xã hội. Và thưa quý vị, trong khi giới thao tin lâu nay vẫn đánh giá về một cái mối quan hệ giữa ông Trần Cẩm Tú và Bộ trưởng Bộ Công an ông Tô Lâm được cho là có một mối quan hệ khá thân thiện và tốt đẹp trong vai trò chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Trần Cẩm Tú đã hợp thức hóa các cái đề nghị của Bộ Công an trong việc khởi tố, truy tố hay kỷ luật các lãnh đạo cấp cao. Và đó là lý do vì sao có những cái cáo buộc cho rằng ông Trần Cẩm Tú, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đã từng nhận 2 triệu đô la Mỹ của bà Hoàng Thị Thúy Lan, cựu bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc, liên quan tới cái tập đoàn Phúc Sơn. Nhưng cho tới nay rõ ràng ông Trần Cẩm Tú vẫn bình an vô sự. Hơn thế nữa, ông Trần Cẩm Tú là nhân sự quan trọng trong danh sách nhân sự chủ chốt của Đại hội Đảng 14 tới đây. Nếu theo các cái quy định điều lệ đảng thì trong nhiệm kỳ tới, Bộ Chính trị hiện nay chỉ có 3 ủy viên Bộ Chính trị cũng còn ở lại theo tiêu chuẩn, đó là các nhân vật Trần Thanh Mẫn, Đinh Tiến Dũng, Trần Cẩm Tú. Vì thế ông Trần Cẩm Tú cũng càng cần bị loại bỏ để cho ông Tô Lâm có thể cơ cấu các nhân sự, đó là các đàn em của ông ta, vào ghế chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương để khép kín một cái quy trình xử lý kỷ luật của đảng. Và một cái khả năng cao rất có thể ông Vũ Hồng Văn, em vợ đầu của ông Tô Lâm, sẽ ngồi vào chiếc ghế quyền lực vừa kể. Tuy nhiên theo giới quan sát, việc ông Lương Cường, Thường trực Ban Bí thư, bất ngờ xuất hiện trong cái buổi làm việc với Ủy ban Kiểm tra Trung ương có nhiều khả năng Thường trực Ban Bí thư muốn thay mặt cho ban đảng tuyên hạ Thủ Phi Cường tức nhanh chóng ra tay trước ông Tô Lâm, với mục đích có thể là: một, để bảo vệ cho chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương ông Trần Cẩm Tú, một cái đối tượng được cho là sắp tới sẽ bị ông Tô Lâm xử lý với nhiều lý do; và một cái khả năng hai rất có thể, và đây là một cái khả năng tương đối cao, đó là ban lãnh đạo Trung Nam Hải đã dàn xếp cho các cái phe cánh trong đảng yêu cầu các bên phải bắt tay nhau trong việc đưa chủ tịch Tô Lâm lên một cái cương vị tổng bí thư tới đây, nhưng với một cái điều kiện các phe không được đánh phá trả thù các cái cá nhân và phe cánh vốn là đối thủ cũ trước đây, trên một cái tinh thần vinh vinh các bên cùng thắng.
và nhân dân mới là những người chịu thiệt thòi. Chúng ta hãy chờ xem điều đó có xảy ra hay không. Những điều vừa kể thì quý vị thấy rằng ban lãnh đạo Bắc Kinh đã can thiệp thô bạo vào nội bộ chính trị Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam, một cái đảng tiên phong, lãnh đạo nhà nước và xã hội theo quy định của Hiến pháp. Vậy mà với một số lượng đảng viên trên 5 triệu người phải phục tùng những cái chỉ lệnh từ Trung Nam Hải, đây là một cái điều rất đáng buồn. Thưa quý vị, chương trình bình luận thời sự của Can TV xin tạm dừng tại đây. Việt Thành xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình bình luận thời sự sau. Một lần nữa xin lưu ý quý vị, những ai chưa đăng ký các cái kênh dự phòng của Can TV, kính mời quý vị hãy đăng ký bằng cách bấm vào logo trên trang chủ của hai kênh Việt Thành KTV 3 và KTV 5 sẽ dẫn quý vị tới một cái trang dự phòng. Sau đó quý vị hãy bấm vào nút đăng ký và đừng quên bấm vào nút chuông để quý vị có thể nhận được các cái thông tin mới nhất của chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình bình luận thời sự sau. Xin gửi lời chào tạm biệt. Bye bye quý vị.